nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, bàng hoàng, đau xót và thương nhớ là tâm trạng chung của gia đình, người thân và của những ai biết tin về sự ra đi đột ngột của cha Giuse Nguyễn Văn Nam. Không có ai ngờ cái tuổi 34 căng tràn sinh lực, sức sống, nhiệt huyết ấy chưa tròn 3 tháng chịu chức linh mục thì đã vẫy chào trốn dương gian. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ông bà cố, quý ân thân nhân cùng hội dòng Vinh Sơn sớm vượt qua nỗi đau này. Sau đây là đôi nét về cuộc đời của cha, mời cộng đoàn theo dõi và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse sớm được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Tu hội chuyển giáo Vinh Sơn, tỉnh dòng Việt Nam, số 38 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Tiểu sử cha Giuse Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1988 tại Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng, thuộc giáo xứ Lộc Đức, giáo phận Đà Lạt. Rửa tội ngày 25 tháng 12 năm 1988 tại nhà thờ Thượng Thanh, giáo phận Đà Lạt. Thêm sức ngày 28 tháng 5 năm 2000 tại nhà thờ Đức Thanh, giáo phận Đà Lạt. Gia nhập đệ tử viện ngày 29 tháng 8 năm 2011 tại Đà Lạt. Học triết học tại Học viện Durando từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 8 năm 2015. Vào nội chủng viện ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Túc Trưng, Đồng Nai. Làm lời quyết tâm ngày 13 tháng 8 năm 2016 tại Đà Lạt. Học thần học tại Trung tâm Học vấn Đa Minh từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 7 năm 2020. Mục vụ tại Tu viện Vinh Sơn Túc Trưng từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022. Khấn chọn ngày 20 tháng 7 năm 2021, thụ phong linh mục ngày 25 tháng 8 năm 2022, mục vụ tại Cộng đoàn Con Sông Lũ, giáo phận Kon Tum từ tháng 5 năm 2022 đến nay, được Chúa gọi về lúc 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 11 năm 2022. Kính thưa cộng đoàn, linh mục Giuse Nguyễn Văn Nam thuộc dòng Vinh Sơn là người con của giáo xứ Lộc Đức, giáo phận Đà Lạt, mới qua đời vì tai nạn giao thông vào lúc 17 giờ 15 phút thứ Sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nam được thụ phong linh mục vào ngày 25 tháng 8 năm 2022 vừa qua và dâng thánh lễ tạ ơn tại quê nhà Lộc Đức vào ngày 27 tháng 8. Vậy là chưa tròn 3 tháng tân linh mục Giuse đã qua đời. Hiện cha Giuse Nguyễn Văn Nam đang phục vụ tại Cộng đoàn Con Sông Lũ thuộc thôn 7, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum. Ngài bị tai nạn giao thông khi đang đi mục vụ về. Như chúng ta đã biết, cách đây 2 năm, vào tháng 10 năm 2022, một linh mục trẻ thuộc giáo phận Thanh Hóa cũng qua đời vì tai nạn giao thông khi mới thụ phong linh mục được 32 ngày. Cách đây gần 2 tuần lễ, ngày 6 tháng 11 năm 2022, một thầy chủng sinh thuộc Đại chủng viện giáo phận Bùi Chu cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Xin cầu nguyện một cách đặc biệt cho cha Giuse, linh mục trẻ tài năng, hiền lành, thánh thiện của giáo xứ. Xin cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con xin chia buồn cùng ông bà cố và gia đình tang quyến. Sau đây là cáo phó và chương trình tang lễ của cha Giuse. Tu hội chuyển giáo Vinh Sơn, tỉnh dòng Việt Nam, số 38 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Cáo phó, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, tỉnh dòng Vinh Sơn, Việt Nam kính báo. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1988 tại Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Rửa tội ngày 25 tháng 12 năm 1988, khấn chọn ngày 20 tháng 7 năm 2021, thụ phong linh mục ngày 25 tháng 8 năm 2022. Về nhà cha lúc 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 11 năm 2022, hưởng dương 34 tuổi. Chương trình tang lễ, nghi lễ tẩm liệm lúc 10 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2022,
tại cộng đoàn Con Sông Lũ, thôn 7, xã Đắc Tờ Rê, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum. Linh cữu cha Du Xe sẽ được quàn tại cộng đoàn Con Sông Lũ. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 06 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2022 do Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế tại nhà thờ Con Sông Lũ. Tỉnh dòng chúng con kính xin quý linh mục, quý bề trên và quý tu sĩ nam nữ hiệp lời cầu cho cha Du Xe sớm được hưởng niềm vui trên thiên quốc. Chúng con xin chân thành cảm tạ. Thay mặt tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Nguyễn Thanh Lý, giám tỉnh. Cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cha Du Xe được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.